Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6. Thì trong video trước, thầy đã quay xong lý thuyết của bài số 7, dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Bài số 1. Trong những số sau, số nào chia hết cho 2, chia hết cho 5, chia hết cho 10? Như vậy thì trước khi đến với phần này, thì thầy nhắc lại nè. Cái dấu hiệu chia hết cho 2 là tặng cùng là những số nào các em? Cùng nhớ không nào? Chia hết cho 2 nè. Thì tặng cùng là cái số nào các em? 0, 2, 4, 6, 8. Đúng không nào? Tức là tặng cùng của nó là những số chẵn. Đấy. Vậy thì tặng cùng là những số chẵn sẽ chia hết cho 2. Rồi, chia hết cho 5. Thì tặng cùng là gì các em? 0 và 5. Chỉ có hai số thôi. Tặng cùng là 0 và 5 sẽ chia hết cho 5. Còn cái số tặng cùng này nếu như bạn nào mà không nắm được thì các bạn nắm nó là gì? Nằm ở hàng đơn vị cho thầy. Được không nào? Rồi, ok. Chúng ta đến với phần bài tập, bài số 1 ha. Số đầu tiên, chúng ta xét cái A trước ha. Chia hết cho 2 trước. Vậy tặng cùng của thầy là 3 này. Phải số chẵn không? Không. Không chia cho 2. Đúng chưa? Tặng cùng là 5 nè. Tương tự, cũng không phải là số chẵn. Đúng không? Thì cũng không chia cho 2. Tặng cùng là 0. Chia cho 2 không? Có. Đúng chưa nào? Rồi, ok ha. Bài số 1. Câu A. Số 1010 chia hết cho 2. Chỉ có duy nhất một số này thôi các em. Đúng nào? Tặng cùng của nó là 0. Còn đây tặng cùng là 3, tặng cùng là 5. Rồi. Ok, tiếp tục câu B. Chia hết cho 5. Tặng cùng là 3. Có chia cho 5 không? Không. Tặng cùng là 5. Chia hết cho 5. Đúng chưa nào? Vậy thầy có được số 19.445. Rồi, tiếp tục, tặng cùng là 0, chia hết cho 5 không nào? Có, đúng chưa? Rồi, và 1010 chia hết cho 5. Rồi, câu C, chia hết cho 10. Như vậy thì các em để ý nè, chia hết cho 10 ở đây, thì chúng ta sẽ xét những cái số nào mà nó vừa chia hết cho 2. Và cũng vừa chia hết cho 5. Tức là đồng thời chia hết cho cùng hai số này, 2 và 5, thì sẽ chia hết cho 10. Như vậy các em quan sát nè, 1010 chia hết cho 2. Ở dưới này tương tự cũng có 1010 chia hết cho 5. Có nghĩa rằng 1010 này sẽ chia hết cho cả 2 và 5. Đúng chưa? Mà chia hết cho cả 2 và 5 thì sẽ chia hết cho 10, như thầy vừa mới nói ở đây. Ok chưa nào? Rồi, như vậy thì số 1010 chia hết cho 10. Hoặc là những số mà tặng cùng là gì các em? Tặng cùng là 0 thì sẽ chia hết cho 10. Đúng không? Tặng cùng là 0 chia hết cho 2. Tặng cùng là 0 cũng chia hết cho 5. Có nghĩa rằng tặng cùng là 0 sẽ chia hết cho 2 và 5. Và cũng chia hết cho 10. Thì cũng tương tự. Ok không nào? Rồi, tiếp tục chúng ta đến với bài số 2. Không thực hiện phép tính. Các em để ý này, đề bài yêu cầu không thực hiện phép tính. Hãy cho biết những tổng hiệu nào sau đây chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Rồi, thì ở đây thì các em nhớ cho thầy đó là gì? Ở đây không thực hiện phép tính thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất chia hết của một tổng trong bài số 6. Đúng không nào? Ở đây thì chúng ta sẽ áp dụng gì? A này, ta nhắc lại nè. A chia hết cho N, B chia hết cho N. Thì từ đây thầy sẽ suy ra được A cộng B cũng sẽ chia hết cho N. Tính chất này vẫn đúng đối với một hiệu A trừ B chia hết cho N. Và tiếp tục thầy có được A không chia hết cho N, B chia hết cho N. Thì từ đây thầy suy ra A cộng B sẽ gì? Không chia hết cho N.
Tương tự, tính chất này vẫn đúng đối với một hiệu A trừ B cũng không chia hết cho N. Được chưa nào? Rồi, thì thầy nhắc lại cái lý thuyết để các em làm bài cho nó dễ ha. Ok. Rồi, câu 2A. Đầu tiên thầy xét chia hết cho 2 trước. 146, tận cùng là 6. Chia hết cho 2 không nè? Có. Đúng chưa? Nó là số chẵn mà. Vậy 146 chia hết cho 2. Tương tự 550 có chia hết cho 2 không? Có. Và 550 tận cùng là 0 thì sẽ chia hết cho 2. Nên gì? 146 cộng cho 550 sẽ chia hết cho 2. Áp dụng cái tính chất chia hết của một tổng. Được không nào? Chúng ta không thực hiện phép tính nhé. Các em để ý nhé. Ok. Tiếp tục. Chúng ta xét tiếp. Vì 146 chia hết cho 5 không? Không. Đúng chưa? Chia hết cho 5 chỉ là tận cùng là 0 và 5 thì mới chia hết cho 5. Thằng này tận cùng 6 mất rồi. Rồi. Vì 146 không chia hết cho 5. Và 550 tận cùng là 0 chia hết cho 5. Nên 146 cộng cho 550, thằng này không chia hết thì tổng này cũng sẽ gì các em? Không chia cho 5. Ok không nào? Rồi, tương tự mình giải quyết câu B, câu C và câu D. Ok ha. Câu B, tận cùng là 5, chúng ta chia hết cho 2 không? Không. Vì 575 không chia cho 2 và tận cùng là 0 chia cho 2, đúng không nào? 40 chia cho 2 nên 575 trừ cho 40, thằng này không chia cho 2 này thì rõ ràng hiệu này cũng sẽ gì? Không chia cho 2. Đấy, em để ý nha. Tương tự, xét đến chia hết cho 5. Tận cùng là 5, chia hết cho 5 không nào? Cứ mỗi câu A thì em cũng xét là chia hết cho 2, sau đó đến chia hết cho 5. Câu B cũng tương tự, câu C cũng tương tự và câu D cũng tương tự. Rồi, quay lại bài toán này, tận cùng là 5 sẽ chia hết cho 5. Vì 575 tận cùng là 5 thì thằng này sẽ chia hết cho 5. Và 40 tận cùng là 0, đúng không nào? Thì thằng này cũng sẽ chia cho 5. Rồi, nên 575 trừ cho 40, thằng này sẽ gì? Chia hết cho 5. Rồi, các em nắm được không nào? Tiếp tục, câu C. Ở đây chúng ta xem thử số này có chia hết cho 2 không nào? Có, đúng không? 4 này các em, 4 này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 2 nhân 2 này, đúng không? Mà chứa thừa số 2 trong này thì chắc chắn sẽ chia hết cho 2. Rồi, 83 tận cùng là 3, không chia hết cho 2. Đúng chưa nào? Rồi, ok ha. Tương tự, câu C. Vì 3 nhân 4 nhân 5 chia hết cho 2. Nhớ nha, chứa cái thừa số 2 trong đó thì sẽ chia hết cho 2. Hoặc là chứa cái thừa số mà chia hết cho 2 thì tích này sẽ chia hết cho 2. 4 chia hết cho 2 nên cái tích này sẽ chia hết cho 2. Và 83, thằng này không chia cho 2, tận cùng là số lẻ. Rồi, nên 3 nhân 4 nhân 5 cộng cho 83, thằng này cũng sẽ gì? Không chia cho 2. Chứa một số hạng không chia hết này. Đúng chưa nào? Ok, tương tự chúng ta đi xét cho 5. Vì thằng này chia cho 5 không nào? Đây, các em quan sát đề bài ha. Thằng này chia cho 5 không? Có. Vì nó chứa thừa số 5 này nên chia cho 5. Tổng cộng là 3. Chia cho 5 không? Không. Rồi, thì rõ ràng tổng này cũng sẽ không chia cho 5. Ok. Vì 3 nhân 4 nhân 5, thằng này chia hết cho 5. Và
83 không chia cho 5. Nên 3 nhân 4 nhân 5 cộng với 83, thằng này cũng sẽ gì? Không chia cho 5. Rồi, ok đúng không nào? Tiếp tục câu D. Tương tự này, để em nhìn cho rõ đề. 7 nhân 5 nhân 6, thằng này có chia hết cho 2 không? Có, 6 chia hết cho 2 này, đúng chưa? Nên tích này sẽ chia hết cho 2. Tương tự như thế, 4 chia hết cho 2, nên tích này cũng sẽ chia hết cho 2. Vậy thì cái hiệu này sẽ chia hết cho 2. Rồi, ok ha. Đấy, thầy nhắc lại nè, nó chứa một cái thừa số chia hết cho 2 thì tích đó sẽ chia hết cho 2. Chứa một thừa số chia hết cho 2 thì cái tích này sẽ chia hết cho 2 ha. Câu D. Vì 7 nhân 5 nhân 6 chia hết cho 2 và 35 nhân 4 chia hết cho 2, nên 7 nhân 5 nhân 6 trừ cho 35 nhân 4, thằng này cũng sẽ gì các em? Hiệu này cũng sẽ chia hết cho 2. Rồi, ok, tương tự như thế, thằng này chia cho 5 không nào? Có, chứa thừa số 5 này. Đấy, thằng này chia hết cho 5 không nào? Có, chứa cái thừa số chia hết cho 5, đúng chưa? Đấy, 5 chia hết cho 5, 35 chia cho 5 được 7, như vậy thì thằng này cũng sẽ chia hết cho 5, đúng không nào? Rồi, vì 7 nhân 5 nhân 6 chia hết cho 5 và 35 nhân 4 chia hết cho 5, nên 7 nhân 5 nhân 6 trừ cho 35 nhân 4, hiệu này cũng sẽ chia hết cho 5. Đấy, ok ha. Rồi, như vậy thì với mỗi câu thì các em nên nhớ đó là chúng ta đều phải xét chia hết cho 2, rồi sau đó xét tiếp là có chia hết cho 5 hay không. Rồi, phần này dễ hiểu không các em? Rồi, dễ hiểu thì nhớ là một like và một đăng ký nha. Rồi, cảm ơn các em. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 3. Lớp 6A, 6B, 6C, 6D lần lượt có 25. À, như vậy thì ở đây nè, bài số 3, lớp 6A này là có 35 học sinh. Thằng này học sinh. Rồi, 6B có 36 học sinh. Rồi, 6C có 39 học sinh. 6D có 40 học sinh. Rồi, ok ha. Câu A, lớp nào có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên? Rồi, các em quan sát nè. Nếu như trong 4 cái lớp này, tổng số học sinh của lớp nào chia hết cho 5, thì lớp đó sẽ chia thành 5 tổ có cùng tổ viên. Được không nào? Bây giờ ta quan sát nè. Tổng cùng là 5. Thằng này chia hết cho 5. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì lớp 6A có thể là chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên này. 36 không chia hết cho 5. Đúng không? Tổng cùng là 6 mà. Rồi, 39 tương tự như thế, không chia hết cho 5. Rồi, 40 tổng cùng là 0, chia hết cho 5. Đúng chưa? Rồi, như vậy thì có 2 lớp có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên. Ok chưa? Rồi, thầy trình bày ha. Vì 35 chia hết cho 5 và 40 chia hết cho 5. Đúng chưa? Nên lớp 35 này là của 6A này các em ha. 6A và 6 gì? 6D, đúng chưa nào? 6D có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên.
Rồi, xong câu A, các em nắm được không nè? Thầy nghĩ là dễ hiểu, đúng không nào? Rồi, tiếp tục đến câu B. Lớp nào có thể chia tất cả các bạn thành các đôi bạn học tập? Cái từ đôi này có nghĩa là mấy các em? Đôi này có nghĩa là hai, đúng chưa? Vậy thì tương tự chúng ta xem thử là trong bốn lớp này, lớp nào chia hết cho hai? Thì khi đó chúng ta có thể là chia thành các đôi bạn học tập. Ok ha? Tiếp tục nè, chúng ta xét nè. Tổng cộng là 5, thằng này không chia hết cho 2. Đúng chưa? Thằng này không chia hết nè. Đọc và ghi là nó không có khớp với nhau các em. Ông giáo cũng già rồi, đúng nè. Rồi, 36, tổng cộng là 6 nè, sẽ chia hết cho 2. Đúng chưa? Đấy. Rồi, 39, thằng này không chia hết cho 2. Đúng chưa nào? Rồi, 40, thằng này tổng cộng là 0, chia hết cho 2. Như vậy, có 2 lớp có thể chia thành các đôi bạn học tập. Đó là lớp 6B và lớp 6D. Ok không nào? Rồi, tiếp tục ha. Câu B. Vì 36 chia hết cho 2 và 40 chia hết cho 2 nên lớp nào giống qua này 6B và giống qua 6D có thể chia tất cả các bạn thành các đôi bạn học tập. Rồi, ok các em ha. Như vậy thì với bài này thì các em cần để ý cho thầy đó là gì? À, chúng ta đọc thì chúng ta để ý là cái đôi bạn học tập này này, có nghĩa là hai thì chúng ta giải quyết được rồi. Đúng không nào? Rồi, tiếp tục chúng ta đến với bài số 4. Bạn nào không ghi chép kịp thì các em bấm dừng video và ghi chép nha. Rồi, và trong lúc bấm dừng video thì các em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho thầy ha. Và để lại bình luận nếu như thấy video này là dễ hiểu, được không nào? Bài số 4. Bà Huệ có 19 quả xoài. Rồi, đây thầy tóm tắt luôn ha. Đọc tới đâu thì ghi tới đó đi. Rồi, có 19 này quả xoài. Và 40 quả quýt. 40 quả quýt. Bà có thể chia số quả này thành 5 phần bằng nhau. Có cùng số xoài, có cùng số quýt mà không được cắt quả, được không? À, bà có 19 quả xoài này và 40 quả quýt. Hỏi rằng là có thể chia cái số này thành 5 phần bằng nhau hay không? Như vậy chia thành 5 phần thì ở đây chúng ta làm gì các em? Xét hai cái số này. Nếu hai số này mà chia hết cho 5 thì chúng ta sẽ chia được. Và nếu hai số này không chia hết cho 5 thì chúng ta sẽ không chia được. Được không nào? Rồi, ok. Như vậy thì bây giờ các em thấy này, 19 này có chia hết cho 5 không? Tổng cộng là 9. Thằng này không chia hết cho 5. 40 chia hết cho 5. Như vậy thì cái số này nó có chia hết cho 5 không? Không, đúng không? Người ta nói là có thể chia số quả này, tức là hai cái này nè các em, 19 này cộng cho 40 này, thằng này sẽ gì? Không chia hết cho 5. Như vậy thì chúng ta không thể nào xếp thành 5 phần bằng nhau. Đúng không nào? Rồi. Ok, thì mình tiến hành thôi. Giải. Vì 19 không chia hết cho 5 và 40 chia hết cho 5 nên 19 cộng cho 40, thằng này sẽ không chia hết cho 5. Rồi, chúng ta kết luận thôi. Vậy bà không thể chia số quả này thành 5 phần bằng nhau. Rồi, ok không nào? Rồi, như vậy là xong bài tập 4.
Như vậy thì sau bài học này các em nắm được những gì? Nhận biết được dấu hiệu chia cho 2 và cho 5 của một số thì thầy cũng đã nhắc lại ở phần đầu bài rồi, đúng không nào? Vận dụng được các dấu hiệu chia cho 2, cho 5 để giải quyết một số vấn đề toán học và trong tình huống thực tiễn. Các bài tập này đã các em. Rồi ok, như vậy thì thầy vừa mới hướng dẫn các em các bài tập từ bài số 1 đến bài số 4. Thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 8. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.